Với 5 đến 6 triệu nên tìm chiếc máy nào để cày nát mọi tựa game thì câu trả lời chính là những chiếc máy của Xiaomi, thí dụ như là Note 12 Turbo hoặc là Redmi Turbo 3. Vì nếu muốn quay phim chụp ảnh tốt thì nên lựa chọn máy nào thì câu trả lời chính là iPhone nhé. Ví dụ là iPhone XS Max nè, iPhone 11, iPhone 12. Vậy còn vừa chơi game tốt, vừa quay phim chụp ảnh đẹp lại vừa có thời lượng pin siêu khủng thì nên lựa chọn máy nào thì câu trả lời chính là Samsung các bạn nhé. Và thật không thể tin được, chỉ cần bỏ ra tầm 6 triệu thôi là các bạn đã có thể sở hữu được những chiếc flagship cao cấp đến từ Samsung rồi. Ví dụ như là S21 FE, S21, S21 Plus hay thậm chí là dòng S22 đời mới luôn. Bởi vì là cả hai dòng Samsung này đều đang rất giá cực kỳ sâu, nhưng mà về thông số cấu hình hay là trải nghiệm thực tế thì không hề suy giảm một chút xíu nào cả. Và trong video ngày hôm nay thì mời các bạn hãy cùng Chiến Thần Định Giá cập nhật ngay bảng giá Samsung mới nhất ngay trong tháng 10 này để tìm xem đâu là chiếc Samsung đáng mua nhất các bạn nhé. Đầu tiên sẽ là hai dòng Samsung giảm giá cực sâu mà mình vừa nói xong hồi nãy, đó chính là Galaxy S21 Series và S22 Series. Rồi đầu tiên đối với S21 Series thì chúng ta sẽ có S21 5G. Giá bán của chiếc máy này bây giờ chỉ còn lại là 5.290.000. Galaxy S21 FE 5G thì rẻ hơn, còn lại là 4.990.000. Galaxy S21 Plus 5G thì nhỉnh hơn đúng 1 triệu đồng, cụ thể là 5.990.000. Và cuối cùng là chiếc S21 Ultra 5G, giá bán của chiếc máy này sẽ là 7.990.000 thôi các bạn nhé. Lựa chọn dòng S21 ở thời điểm hiện tại thì không còn gì phải chê nữa. Được trang bị con chip Snapdragon 888 cực kỳ mạnh nè, màn hình Dynamic AMOLED 2X cao cấp, những trải nghiệm như là giải trí, xem phim trên màn hình của dòng S21 này thì luôn được đánh giá là top 1 so với mọi đối thủ. Tuy nhiên với những bạn game thủ thì con chip Snapdragon 888 sẽ hơi bất ổn một tí, bởi vì dòng này thì khá nóng máy khi mà chơi game. Vậy nên các bạn có thể cân nhắc là mua thêm một chiếc quạt tản nhiệt vào nữa. Chỉ cần 100k thôi là có một chiếc máy ngon lành rồi. Lắp vào một phát là ngon lành liền, cần hết mọi tựa game, Liên Quân, PUBG, Genshin. Với những bạn chơi game thì hơi cồng kềnh một tí vậy thôi. Còn những bạn xài cơ bản hàng ngày thì không có vấn đề gì cả. Bạn nào mà tài chính tốt hơn một xíu thì có thể lên đời luôn dòng S22 Series ha. Đầu tiên là S22 5G, giá bán em này chỉ còn lại là 6.590.000. Galaxy S22 Plus 5G thì còn lại là 7.790.000. Galaxy S22 Ultra giá chỉ còn là 9.990.000. Cả ba mức giá này đều dành cho máy Mỹ chạy chip Snap 8 Gen 1, cho nên là cực kỳ uy tín về phần hiệu năng, các bạn cứ yên tâm ha. Những trải nghiệm của dòng S22 Series thì tất nhiên là sẽ xịn sò hơn là S21 Series nhiều rồi. Các bạn sẽ có con chip Snap 8 Gen 1 khỏe hơn nè, có hệ thống camera cao cấp hơn và có thiết kế hiện đại và trẻ trung hơn với nhiều màu sắc để lựa chọn hơn. Và đặc biệt nha, để mua được những dòng S21 Series và S22 Series có giá bán rẻ thế này thì các bạn phải chạy sang Chiến Thần Định Giá liền nha. Ở đây luôn bán đầy đủ các dòng Samsung chính hãng, nguyên zin với mức giá tốt nhất thị trường, hỗ trợ trả góp đầy đủ, lên hồ sơ thì bao đậu. Đặc biệt là Chiến Thần Định Giá chuyên thu mua tất cả máy cũ với giá cao số 1 thị trường. Nếu các bạn lên đời máy mới với mức giá siêu rẻ nè, đường link sản phẩm mình sẽ để dưới phần bình luận các bạn tham khảo ha. Và một tin vui nữa dành cho các bạn là đối với dòng Galaxy Z Flip 6, giá thị trường đang bán em này lên tới 27 triệu đồng. Tuy nhiên thì Chiến Thần Định Giá lại bán chỉ có 20.990.000. Dù các bạn tiết kiệm được tới 6 triệu đồng nhưng vẫn sẽ là máy chính hãng nè, còn full box nguyên siêu, bảo hành 1 năm toàn quốc đầy đủ. Các bạn nào đam mê dòng này thì đừng bỏ qua ưu đãi này ha. Hoặc là đối với dòng Galaxy Z Fold 6, giá thị trường đang bán là 42 triệu cho máy mới full box nguyên siêu, nhưng tụi mình đang bán chỉ có 36,5 triệu, rẻ hơn tới những 5,5 triệu đồng. Hay thậm chí là dòng Galaxy Z Flip 5 cũng vậy nha, giá thị trường đang bán là 15 triệu, mình đang bán là 13.890.000. Galaxy Z Fold 5 giá thị trường 28 triệu, mình đang bán 26.790.000, rẻ hơn tới gần 1,5 triệu. Bởi vậy mới nói là không ở đâu bán Samsung chính hãng rẻ hơn Chiến Thần Định Giá được. Nhưng bán chạy nhất vẫn là dòng Galaxy S23 Series với S23 5G, máy like new, đang giá bán là 9.190.000. Còn máy mới 100% bản Mỹ thì có giá bán là 9.990.000, cao hơn máy cũ đúng 800k. Cho nên bạn nào mua máy thì cân nhắc lên luôn dòng máy mới, máy Mỹ xài cho sướng ha. Còn Galaxy S23 Plus, máy like new thì đang có giá bán là 12.500.000. Máy mới full box nguyên siêu thì đang có giá bán là 15.690.000. Việc lựa chọn máy like new sẽ giúp các bạn tiết kiệm được tới 3 triệu đồng. Còn với dòng S23 Ultra thì giá bán đang giảm cực kỳ sâu, máy mới full box nguyên siêu chỉ còn lại là 19.990.000. Cuối cùng trong danh sách những dòng flagship cao cấp đó chính là Galaxy S24 Series. Hiện tại thì S24 5G bản Mỹ hàng like new đang có giá bán là 11.990.000. Galaxy S24 Plus 5G bản Mỹ thì hàng like new đang có giá bán là 15 triệu. Cả hai dòng này đều rẻ hơn rất nhiều so với việc đi mua máy mới, cho nên bạn nào tài chính eo hẹp nè có thể cân nhắc lựa chọn ha. Cuối cùng thì sẽ là Galaxy S24 Ultra. Hiện tại dòng này chỉ có máy mới thôi, giá bán sẽ là 23.690.000, trong khi giá thị trường lên tới 28 triệu lận, rẻ hơn tới 4 triệu đồng luôn. Nãy giờ toàn là máy cao cấp đắt tiền,
Bây giờ chúng ta sẽ đến với dòng tầm trung giá hạt rẻ ha. Đầu tiên sẽ là Galaxy Note 10, giá bán em này đang là 4.990. Galaxy Note 10 Plus giá bán sẽ là 5.990. Với dòng Galaxy S20 5G, giá bán hiện tại mới giảm 400k, hiện tại chỉ còn 4.390. Galaxy S20 FE 5G thì rẻ hơn, giá bán chỉ có 3.890. Galaxy S20 Ultra 5G giá bán là 6.590. Galaxy Note 20 5G đang có giá bán là 5.890. Galaxy Note 20 Ultra thì giá bán là 7.790. Đó là giá bán của các dòng flagship cũ. Bạn nào muốn mua máy mới full box nguyên siêu được Samsung bảo hành chính hãng 1 năm toàn quốc thì sẽ có các dòng như là A05 4GB 128GB giá hiện tại là 2.690. Galaxy A05s 4GB 128GB giá bán là 3.190. Galaxy A15 8 128GB giá bán là 4.090. Galaxy A25 8GB 128GB giá bán là 6.390. Galaxy A35 8GB 128GB giá bán là 6.890. Và cuối cùng là Galaxy A55 8GB 128GB giá bán là 8.090. Hiện tại thì tụi mình đã có sẵn đầy đủ tất cả các dòng Samsung chính hãng này luôn. Giá bán thì đảm bảo sẽ rẻ thị trường từ vài trăm cho tới 1 triệu. Và nếu các bạn đang cần tư vấn chiếc máy nào thì nhớ bình luận ngay phía bên dưới nhé. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn bảng giá của tất tần tật các dòng Samsung đang có mặt trên thị trường. Và các bạn cảm thấy video này như thế nào? Nếu thấy hay thì ủng hộ tụi mình bằng một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.